Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. MC Trấn Thành lần đầu lên tiếng sau khi nhận hàng loạt chỉ trích tại Rap Việt. Ngay từ những ngày đầu đảm nhận vị trí host của show âm nhạc đình đám Rap Việt, MC Trấn Thành đã nhận về không ít bình luận tiêu cực vì cho rằng không đúng chuyên môn, làm mất đi chất riêng của một chương trình âm nhạc đường phố. Trải qua vòng chọn team và 4 màn đối đầu giữa các đội, làn sóng chỉ trích dành cho Trấn Thành vẫn tiếp tục dâng cao khi anh liên tục khóc. Lối dẫn dông dài, bên vực thí sinh quá đà trên sóng truyền hình. Trước những lời công kích gay gắt, đòi nhà sản xuất đổi cấp người dẫn chương trình, nam diễn viên đã viết bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân. Thưa quý vị, thông thường tôi sẽ không chọn lên tiếng mà sẽ âm thầm làm việc tốt hơn sau những chỉ trích hay phản hồi không tốt của khán giả về mình. Những thay đổi của mình sẽ là câu trả lời cho khán giả. Nhưng hai tập gần đây của Rap Việt thấy có quá nhiều quý vị phản ứng gay gắt vì đã hiểu lầm nên tôi buộc phải chia sẻ vài lời để quý vị hiểu đúng những gì đã xảy ra. Thứ nhất, tôi không thiên vị ai cả. Tên thí sinh là gì tôi còn không nhớ hết. Các bạn ấy, bạn nào cũng gầy gầy hớp hớp y chang nhau, tôi không thể nhận diện hết được. Khi ghi hình giám khảo ngồi đối diện cái loa, tôi thì ngồi trong góc, nó ngược loa, nên tôi thú thật là tôi không thể nghe rõ các bạn đã rap cái gì. Sau mỗi tiết mục, trước khi lên bình luận, tôi phải nhờ ban biên tập đưa tài liệu cho tôi đọc lyric của các bạn đã soạn để hiểu rõ họ đã viết gì mà lên dẫn. Ai viết hay thì tôi trích vài câu, đọc ra để phân tích cho khán giả thấy họ viết lời hay như thế nào, hoàn toàn ngẫu nhiên và không thiên vị. Còn về nhà họ edit như thế nào là chuyện của editor. Nên đôi khi quý vị nghĩ tôi thiên vị, đọc lời người này, khen người này không khen người kia. Hoàn toàn không có chuyện đó. Thí sinh ai cũng thương ai. Tại tôi có nhớ hết các bạn là ai đâu. Thứ hai, tôi không hề muốn vượt qua giới hạn cho phép của một MC. Cái quý vị được xem trên TV là cái đã được cắt dựng, thêm nhạc, thêm hiệu ứng âm thanh cho sôi động, kịch tính. Chỉ nếu quý vị lên trường quay coi ghi hình live với tôi một ngày đi, quý vị sẽ thấy sót cho tôi. Anh em rap đa số họ có cá tính và nội tâm. Họ không quen với việc nói quá nhiều và biểu đạt cảm xúc trước công chúng, nên họ kiệm lời một cách khủng khiếp. Tôi phải làm đủ mọi cách, kiếm đủ mọi trò để biến nó thành câu chuyện và khơi dậy cho họ có hứng mà nói. Nếu cắt hết phần nói của MC, chỉ dựng đúng những bình luận thực sự của các vị huấn luyện viên đã phát ra tại hiện trường, tôi tin chắc thời lượng phát sóng sẽ chỉ còn có nửa tập. Khi ghi hình tôi phải nói ra càng nhiều thông tin càng tốt mới có cái cho chương trình họ dựng. Mọi người càng nói ít, tôi sẽ càng phải nói nhiều. Đó mới là nhiệm vụ của một MC. Còn về phần dựng, họ lấy bao nhiêu phần trăm lời tôi nói để dựng cũng là quyền của nhà sản xuất chương trình, tôi không có quyền can thiệp hay chỉnh sửa. Dựng lên nhiều thì bị nói tranh nói, giành quyền bình luận của giám khảo. Mà làm đúng nhiệm vụ của một MC là chỉ mời giám khảo nói và không có ý kiến gì, thì người ta làm sao có đủ tư liệu mà dựng. Vậy nếu quý vị là tôi, làm ơn chỉ tôi làm sao, phải làm cho đúng đi. Thứ ba, thành cry. Ok, cái này tôi nhận. Tôi nhạy cảm, dễ xúc động. Tôi không kìm được cảm xúc của mình sau khi xem một tiết mục thăng hoa, nên tôi thường khóc ngay sau đó. Nhưng đó là tôi, Trấn Thành là như thế. Từ những ngày bắt đầu vào nghề, chứ không phải chỉ mới chương trình này, hay gần đây mới như vậy. Và tôi dự kiến sẽ như vậy suốt đời, vì tôi không làm khác được. Nhiều bạn nói tôi diễn, vậy các bạn nghĩ đi, ai rảnh diễn suốt 15 năm làm nghề như vậy không? Có thể tiết mục Sơn Tinh Thủy Tinh về cách dựng thế nào dẫn đến việc quý vị cảm thấy giọt nước mắt của tôi tràn ra rất vô lý. Tôi coi lại cũng thấy nó vô lý, nhưng có lẽ vì người ta không đủ thời lượng phải cắt bớt quá trình. Nên nhìn thấy tôi khóc ngày đó rất vô lý. Còn đúng như gì xảy ra ở hiện trường thì chắc chắn với sự thăng hoa và quy mô của tiết mục ngày hôm đó, người khóc trong trường quay không chỉ có một mình tôi. Hôm nay tôi chọn nói ra vì tôi thấy sự bất công và ăn ức trước những đón nhận sai lệch về tôi như thế này. Tôi đã cố gắng hết sức để làm tốt nhất, để rồi nhận lại những gáo nước lạnh. Đây sẽ lần cuối cùng tôi chia sẻ về việc tôi khóc trên truyền hình. Tôi tin chắc quý vị nào yêu thương, hiểu được con người của Trấn Thành bấy lâu nay, chắc cũng chẳng cần phải giải thích thêm. Khóc là để diễn, việc đó không làm tôi nổi tiếng hơn đâu. Nên nếu nghĩ làm vậy là lấy được lòng khán giả thì tôi phải là một người rất ngu. Thành thật xin lỗi nếu việc Trấn Thành khóc có làm quý vị khó chịu, nhưng xin hãy thông cảm cho tôi. Con người tôi là như vậy, tôi không thay đổi được. Quý vị hiểu thì tôi cảm ơn nhiều. Còn những gì tôi đã làm cho Rap Việt, lương tâm tôi biết, ekip sản xuất chương trình biết, anh em rapper từ thí sinh đến huấn luyện viên và giám khảo của chương trình biết. Như thế là đủ rồi, tôi không có gì phải hổ thẹn.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.